Đấy, to chải eo chải nhưng mà nó đợt đào thải thì đó. Đây là nít cuống này. Đấy, to trái này. Đó, nhìn trái đại chưa? Nó rụng rồi này. Đó, và thấy mình chỉ là một mớ này. Đấy, em lượm lại cho mình chỉ quan sát này. Đấy, bên này đang còn này. Đấy chưa? Những trái tròn cũng tương đối là đẹp nhé. Đấy. Đấy. Xin chào tất cả các bạn chị quay lại với Nắng Nhất Thương TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị. Thì một buổi sáng mai, sáng sớm các bạn chị đấy. Mặt trời bắt đầu mới lên này. Thì em lại tiếp tục ra thăm vườn và thấy có hiện tượng sầu riêng rụng rất nhiều các bạn chị. Đây là 3 cây sau vườn nhá. Đấy, các bạn nhìn trước mắt đó. Những trái sầu riêng nó rụng này. Có cả những trái to luôn các bạn chị. Đây. Đây, những trái to này, tròn này. Và những trái bên kia là đấy, cái bên kia cây dừa kia rụng mới nhiều quá chị, còn cây này thì vẫn rụng nhưng mà ít hơn một xí. Không biết là mấy bữa nay Tây Nguyên nắng nóng nhiều rồi mình tưới nước nhiều quá hay là do nguyên nhân vì sốc nhiệt mà sầu riêng rụng rất nhiều không anh chị. Đấy, những trái mà to ổn định như mấy trái này thì nó đỡ này. Còn những trái mà nó nhỏ hơn là sao toàn là bị thấy tháo khớp thôi. Cuống nó bị hở ra là bắt đầu là nó rụng. Không biết ở vườn ngoài kia đây này, cái này mới rụng xong quá chị này. Không biết ở ngoài kia là nó tình hình như thế nào, mới cập nhật ngày hôm qua các bác chị thì thấy cũng có rụng đôi trái thôi. Nhưng mà chỉ trong một ngày qua một đêm thôi thì nó là diễn biến nó lại thay đổi khác hẳn luôn rồi. Nên là cũng sẵn cập nhật tình hình sầu riêng cho bác chị cùng nắm luôn và cùng để quan sát khu vườn của mình nhé. Đấy, ở khu vực đây là khu vực Tây Nguyên của tụi em thì là nó có hiện tượng là rụng trái rất nhiều đấy. Và hiện tượng này thì không biết là nguyên nhân vì đâu. Đấy, bác chị nhìn là cái cây này. Thấy chưa? Đấy, rụng một mớ dưới gốc luôn này. Những trái thì cũng tương đối là tròn. Đấy. Đấy, những trái như này là đều tròn đẹp hết này nhá. Đó, cái góc kia nó không đây mới đụng tay cái nó rớt rồi các bạn chị này. Đấy, còn có 4 trái à, thấy chưa? Nên là cái này không biết là mấy bên này là sốc nắng Tây Nguyên nắng cực kỳ luôn nhá. Nắng nên mà đây là em tưới từ bên sáng nên là vẫn đang đỡ đấy. Tưới bên chiều nắng nữa mà sốc vào phát nó thì nó còn rụng biết bao nhiêu đó. Đó, những trái bên kia các bạn chị nhìn thấy nó tròn không? Nó giòn đẹp của đó này. Đấy, cho nên là nó rụng nhé, không phải là câu like để mà lượm lại rồi mà chia sẻ cho bác chị đâu nhá. Đây này, bác chị nhìn thấy trái này tròn không? Đấy, cũng hơi có vịn một xí thôi nhưng mà nếu mà như thế này đều cũng gọi là đã ổn rồi. Thấy không? Là một mớ gốc luôn này. Nhưng em qua sang vườn nhà chú hàng xóm thì thấy bảo là rụng nhiều. Nhưng mà rốt cuộc là ngày hôm nay về vườn mình là bắt đầu là thấy có hiện tượng là rụng rồi này. Đó, và thấy mình chỉ là một mớ này. Đấy, em lượm lại cho mình chỉ quan sát này. Đấy, bên này đang còn này. Đấy chưa? Những trái tròn cũng tương đối là đẹp nhé. Đấy. Đấy là một mớ luôn. Anh chị nhìn thấy không? Trái của đó thì vẫn đang còn rụng đấy chứ. Đấy, những trái này thì chạy tương đối cũng tròn nhưng mà nó đang thời kỳ như thế này là trứng gà này là đang còn rụng sinh lý đợt 2 nữa nhá. Nên là thằng này là nằm trong cái khoảng sinh lý rụng đào thải sinh lý đợt 2 này. Nhưng mà nó sinh lý đợt 2 mà nó ảnh hưởng thời tiết nữa thì nó còn rụng mạnh nữa. Đấy, trên cao các chị này. Cây này thì tương đối nhiều trái nên là nó đào thải cũng rất nhiều. Nên một đống của đó thì coi cây đằng sau thế nào. Tại cái chùm này thì cô bác chị nhìn đã chưa, là một mớ luôn này. Đấy, cành khô này. Thấy chưa? Chùm này thì một đống. Nhiều khi bù lá kém này, rồi thời tiết này, xịt thuốc này, tưới nước này, đủ kiểu ảnh hưởng đến. Cây này cũng có rụng nha các chị này. Đấy, cũng có rụng nhá. Nước thêm qua túi, và đây đất đang ẩm này các chị, đất đang ẩm nhá. Cây này thì đang còn ít trái hơn, mong rằng là nó sẽ đào thải ít để còn số lượng trái lại mà đủ trái cho mình nhá. Đấy, các anh chị nhìn trên cây này, có cành to bên này là chẳng có trái nào, còn có mấy cành to bên kia cũng chẳng có trái nào. Đấy, nằm trong thân một trái, bên này cần một trái eo, gần to này cũng có một, đúng một trái eo, bên kia được 3 trái, bên này 3 trái. Đấy, lác này mà nó rụng một phát nữa là rồi. Đấy, cái này có rụng ít hơn, mong là nó rụng ít hơn chứ không có nó rụng nhiều nữa thì đúng chẳng còn cái trái nào mà trên cây nó chết dở. Tình hình là ở trong vườn nhà đó các chị đã có sự thay đổi, đã có sự đào thải về những quả sầu riêng đấy. Đấy, hôm nay em sẽ cấp tốc em xịt tăng cường canxi bo và đây và thằng chống rụng. Đấy, quá chị thấy không, nó cứ tháo hở khớp ra là nó rụng. Đây còn cành này còn có được 3 trái à, đây là mình để ít một phát là nó rụng nữa, là coi như là chuột trạc thôi các chị, rụng cái nữa là coi xong rồi đấy. Đấy là một mớ bãi chiến trường. Bây giờ thì em sẽ xịt tăng cường canxi bo, siêu giáp và chống rụng cho nó đấy các chị. Cấp tốc liền, xử lý ngay lập tức cho con, trực tiếp xịt vào trong trái luôn, và xịt dư thì xịt bên ngoài lá luôn nhé. Đập trái luôn các bác ơi, cho nó bám vào, nó hấp thụ nhanh thì nó canxi với chống rụng nhanh thì nó đỡ rụng bớt. Cũng tăng cường thường xuyên nhưng mà nó vẫn đấy, những cái đống dưới gốc sắp ruột nha chị. Đấy, và nó tiếp vào nó nhỏ giọt nước xuống luôn. Cho là xịt trên lá luôn. Lá vào buổi sáng các bác chị nhìn xem, lá buổi sáng nhìn nó vẫn đang xanh lá này. Đấy, một số đọt bên này thì teo đọt luôn. Đấy, xịt sau khi xịt ở nhà xong các bác chị thì ra đây cũng tiến hành đã xịt trực tiếp vào trái và xịt phụ qua cái bộ lá bên ngoài luôn nhá. Đấy, để cho nó hấp thụ hai đường nó vào cho nhanh, trực tiếp trong trái thì nó nhanh hơn, rồi qua lá thì bắt đầu là nó ăn dần dần nó vào để tăng cường lần phía sau nhá. Đây là trước thì em xịt cái bộ siêu giáp với canxi bo này. Đấy, siêu bao giáp này và ốp quanh nano. Đấy, ba sản phẩm này kết hợp với nhau. Thằng này là bảo vệ này, chống nấm này, nói chung là bảo vệ lớp bên ngoài. Thằng này canxi bo làm dai chắc cuống. Đấy, khỏe cuống, chống rụng. Thằng này thì Upper Nano thì chống rụng cấp tốc này, bổ sung dinh dưỡng. Đấy, nói chung ba thằng này đều là dinh dưỡng cả và bảo vệ nó. Thì cái mấy cây này thì các anh chị trái cũng to rồi mà thấy nó rụng cũng rất nhiều nha. Hôm qua là em chia sẻ video vui vui thì rụng một mớ, em ngồi em cắn gắn cái tăm vào đấy. Này, cái trái này hôm trước là 6-7 trái này, đây cái cuống các bác chị nhìn cuống này thấy không? Đấy, những cuống này bị nó rụng hết rồi, còn đúng 2 trái mà trái này là cũng hở này các bác chị. Đây, các bác chị nhìn này. Đấy, hở cuống này nhá. Nhưng mà nó chưa rụng, mà có khi là níu kéo lại được cũng nên. Còn số này thì 2, 4, 5 trái đây thì cũng tương đối là đẹp, nhưng mà trái LL này chắc khả năng sau nó cũng đào thải này. Đứng đây thì các bác chị quan sát trên kia này. Đó, 2 trái to nằm cùng một chỗ đó mà 2 trái đó sau đó là lại bị nứt cuống nhá. Đấy chưa? Các bác chị nhìn thấy không? Và một trái LL vẩn lên đó là các bác chị nhìn thấy nó đã nhả cuống ra rồi. Đó, tí nữa em khở ra các bác chị xem. Đấy, những trái như thế này thì cũng tương đối là đẹp rồi này. Cành này thì 4 trái thì gọi là như tạm ổn nhá. Đấy, 4 trái nằm trên một cành to. Bên này thì cũng cành nhỏ nhưng mà là 2, 4, 6 trái này cũng chảy đẹp này. Đây, cũng có hiện tượng là rạn rạn một xí cái cuống này. Đây không phải có phải là hiện tượng này là dư đạm không bác chị? Các chị có kinh nghiệm thì bình luận dưới video giúp em với nhá. Thì ngay bản thân và các bác anh chị mà xem video thì tham khảo rút kinh nghiệm nhá. Đấy, các anh chị nhìn này. Cái đùm trái ngay chỗ này thì tương đối là đều đẹp nhá. Đấy, xanh ra này, gai xanh luôn. Đấy, thấy không? Xanh nhím, để nhọn, chùm luôn. Phía trên kia. Đấy, cũng cực kỳ đẹp luôn. Riêng cây này thì cũng đụng mất hôm qua, giờ là phải đụng phải 5-6 trái gì rồi đó, nhưng mà vẫn số lượng trái đang còn nhiều nhá. Đây em sẽ với cái trái này xuống cho các bác chị cùng xem này. Đây, lấy cây chọc xuống không đứng tới. Trái này nó hạ mất rồi này. Đấy, thấy không? Đấy, to trái eo trái nhưng mà nó đào thải thì đó. Đây là nứt cuống này. Đấy, to trái này đó, nhìn trái đại chưa, nhưng mà nó bị eo mất phần này thì hai thằng dinh dưỡng cạnh tranh nhau thì thằng eo là nó đào thải trước, thằng đó cũng eo nhá, to nhưng cũng eo, nhưng mà không biết sau này có rụng không, trước mắt nó đào thải. Còn hai cành phía trên của nó thì cũng chung trong một cái đường nhánh đi ra, nhưng mà hai thằng này thì hiện tại thì vẫn eo này nhưng mà chưa thấy rụng. Đấy. Trái thì đây, như trái eo này là tương lai rồi nó cũng sẽ rụng này. Tại vì số lượng trái trên này bây giờ còn phải tầm 60 trái trên đó nữa. Đấy. Đây thì cành nhỏ đu 6 trái vẫn nằm nguyên này. Đấy, nếu là phủ một lớp canxi bo này, Upper Nano này, siêu giáp này, bên trong trái trong cuống hấp thu cho nhanh này. Còn sau em phủ thêm một lớp ở bên ngoài là siêu giáp bảo vệ bên ngoài, hấp thụ tăng cường bên ngoài nữa là 2 này. Đấy. Mình chạy eo các chị này, eo vẩn lên nào. Đấy, được cành trên kia đẹp chưa? Đấy, cành trái trên đó. Nếu khi mình không chủ động loại bỏ nó thì nó cũng tự động loại bỏ lên nó. Đây, cái eo này cũng chưa ấy nhưng mà đang chần chừ quá chị. Này, đây là 1, 2, 4, 5 trái. Này, mấy trái mà các bạn chị để ý thì nó có hiện tượng mà hơi màu vàng vàng này nhá. Hơi vàng vàng này là nó sẽ rụng này. Đấy, mà nó ra màu xanh là nó đỡ rụng, còn vàng là nó sẽ rụng. 2 trái trên một cuống này. Trái này eo hơn này. Nhưng mà thôi cứ tạm thời cây này cũng đang ít trái nên là cứ để lại đó là tính tiếp. Lúc nào mà nó cảm thấy mà nó ổn thì mình để, mà sau này còn những trái eo để nhiều khi vô lái nó còn vô nó còn thử rặt ra thử đỡ tiếc nhá. Nhiều khi mà mình để trái tròn quá rặt trái ra kia kiểm tra múi vàng cơm hay không lại sót, để trái eo eo là kiểm tra đợi sót này. Đây, bây giờ bắt đầu là có hiện tượng là nứt cuống này, không hiểu là biết là dư đạm hay là có vấn đề gì, nhưng mà thấy có nứt cuống nha các anh chị. Đấy, trái kia eo nó cũng thấy nứt cuống thấy không? Đấy, eo này. Bên trong kia thì cũng mấy cây, phía trong thì cũng gọi là cũng tạm ổn. Có cây lúc đấy cô bác chị vừa xem xong đó thì có rụng một số, chắc phải là 6-7 trái gì đó này. Đấy, vẫn tiếp tục này, trái vẫn gốc này, bên này thì căng, bên này thì lép này, nó đào thải còn 4 trái, thấy không? Trái em trước là xin đôi là 2 trái bẻ bên trái, bây giờ nó vẫn phát triển mạnh này các anh chị. Đấy, đây này, các anh chị nhìn này, hôm trước đã rụng một trái bên này rồi, trái bên này hở coi, bảo là để lại coi nó có rụng không, mà rốt cuộc bây giờ nó vẫn rụng nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, còn đây còn có 3 trái, phía ngoài này thì vẫn đang còn nhiều. Đào thải dần dần đấy. Bây giờ những trái nhỏ như này, bây giờ 3 trái to này mình bỏ trái nhỏ luôn. Đấy, cho nó khỏi cắn chăn dinh dưỡng nhé. Này, trái này bị nứt cuống này. Đấy, đây là hiện tượng gì các bạn chị? Hiện tượng đó là hiện tượng thiếu vi lượng hay là hiện tượng cái gì? Trái nhỏ phía trên ra sau là cũng đầy trên nhá. Sau này là có khi nó kiếm thêm được một mớ trái trên đó các anh chị. Sau này mình tiếp tục mình tuyển lựa những cái nào mà không ổn thì mình bỏ đi. Sầu riêng tơ về buổi sáng thì các anh chị nhìn cũng tươi tỉnh nhá, bóng. Qua mới tưới nước này, hôm nay là vừa rồi mới xịt được đợt phân nữa, chiêu giáp rồi phân bón với thuốc sâu. Nên là bây giờ các anh chị nhìn cái dần tán lá nó cũng xanh cực kỳ luôn. Mấy cây phía trong thì cũng xanh nhá. Đấy, bộ lá cũng xanh. Mấy cái sầu riêng già lớn này hôm trước lá rủ, bây giờ anh chị nhìn quan sát vào buổi sáng này, qua sau khi tưới này và cũng đã xịt được thuốc thì bây giờ các anh chị nhìn nữa, nó cũng đã có cái sức sống hơn, bóng bẩy hơn, màu xanh hơn. Đấy, để cho nó có thể hấp thu được dinh dưỡng để mà nuôi trái nhanh chảy trái to thì đỡ được cái phần an tâm một xí. Nhiều nhà vườn là bây giờ là bị sốc cái là rụng rất nhiều luôn. Đây, đứng từ hướng nắng này các bạn chỉ quan sát cây bên kia, cây này cây ngoài đường nhá, phía trên dưới thì nhiều mà phía trên thì cành to lại không có, được mấy trái ra sau thì cũng nhỏ mà không biết có đậu không. Đấy, số lượng trái thì còn cỡ tầm 30 trái gì đó, nhưng mà sau này nó sẽ đào thải tại vì một trái cành nhỏ mà nó đu nhiều quá. Đấy, còn cành thì không có, phía trên cành to thì lại không có này. Đó, nó bù cho mấy cành to cho mình thì nó đỡ. Những cành nhỏ là nhiều quá rồi sau này nó sẽ đào thải thì cũng còn lại ít. Thôi năm nay thì được từng nào ăn từng đó thôi, cũng cố gắng hết sức. Mình năm ngoái được 1, 2 và 2 trái gì đó là nó rụng, còn năm nay thì thấy nó đậu nhiều hơn phía dưới, còn phía trên lại không có. Đấy, nhiều khi đây, những số ra sau này trái cũng tương đối là đẹp. Đấy, còn nó đậu trái nào rồi bắt đầu sẽ tuyển lựa nhá. Đấy, trên này được 2-3 trái nữa này. Đó, cũng có được đây, cành này cũng thêm được 1 trái này, bên kia thêm được 2 trái. Đấy, góc kia được 1 trái nữa, nó lại rải thế chứ lại nó cho mình cái trái hơi đều chỉ là cũng có thêm được trái không anh chị, cũng đỡ. Giờ tăng cường canxi rồi các chất dinh dưỡng này, siêu giáp bảo vệ này, để coi như nào. Vừa rồi cũng có cộng thêm cả combi vào này nhá, thấy lá suy quá và em trộn chung với thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật các anh chị, thì cho thêm combi vào để cho nó tăng cường dinh dưỡng qua lá. Này, cây sầu riêng này các anh chị nhìn này. Đấy, sầu riêng tơ lá buổi sáng đẹp chưa? Đấy, xanh rì luôn. Đấy, mấy cây phía trong kia cũng thấy xanh nhá. Mình dưới là có thảm cỏ này, mà 3 ngày tưới một nữa. Vừa rồi có thêm phân dê nhưng mà chưa ăn được. Còn cái phân bón rắn nước phục hồi cây là vừa rồi đã tăng cường. Thì không biết là từ hôm đó đến nay là 3-4 ngày rồi, 4 bây giờ nếu mà kia là tưới đợt 2 là thành 6 ngày đúng không anh chị? 6 ngày cái tưới phân nước rồi thì các bạn chị nhìn cái bộ lá là nó cũng có hiện tượng là thay đổi, thấy không? Lá xanh hơn, bóng hơn, các bạn chị nhìn thấy không? Đấy, lá xanh bóng hơn là chứng tỏ là phân nước nó đã bắt đầu là hấp thụ rồi. Phân nước thì nó hấp thụ nhanh các bạn chị. Còn mấy cái lớn lớn này thì em cũng có rê qua cho nó một xung quanh của nó một chút để cho nó hấp thụ nhanh dinh dưỡng. Mà không biết là nó có ảnh hưởng đến cái phần nứt cuống không. Nhưng mà trước đó thì đã thấy có nứt cuống rồi, chứ không phải là sau khi đã bỏ phân nước là nó nứt cuống nhá. Nhưng mà không biết sau này nó mà nứt nhiều thì là do phân nước. Còn nếu mà nó nứt ít thì là do hiện tượng phân bón hay là do một nguyên nhân nào đó nó bị. Đấy. Còn cái thảm cỏ các chị nhìn này, những cây lớn này, thấy không? Thảm cỏ nó đều xung quanh cái bộ rễ, bắt đầu là cái tán lá ra tới đâu thì cái bộ rễ nằm ở đâu thì cái cỏ nó đang nằm đó. Các bạn chị thấy khăn một vòng tròn không? Đấy, như cỏ như thế này là nó bảo vệ được cái bộ rễ mình, nó đỡ sốc này, làm mát này, chịu hạn hơn này. Đấy, tăng cường cái xốp đất, nó hấp thụ không khí, nó trao đổi qua đất, nó oxy nó vào để nó hấp thụ cây, nó cực kỳ dễ nhá, nhanh nhá. Đấy, cũng sẵn ra vườn. Đấy, vào một buổi sáng có sự thay đổi. Ở vườn nhà là rụng cũng rất nhiều, có cây rụng rất nhiều. Ở đây thì cũng có cây đó rụng đó các chị, những trái to cũng rụng đấy. Rồi có hiện tượng thay đổi nứt cuống và sự khác biệt là mấy tầm phim trước các bạn chia sẻ các anh chị về chiều thì cái sầu riêng nó rụ, nó vàng, nhất của ông già trên nó vàng, nó rụ rất nhiều luôn. Còn ở đây thì được chăm sóc và không xịt cái đốt đọt nên là cái bộ lá nó xanh hơn. Và đồng thời thì nó vàng, nhưng mà bây giờ thì các bác chị cũng đã nhìn thấy là vào một buổi sáng thì lá như thế này thì cũng gọi là tạm ổn để nuôi trái được không anh chị? Còn hiện tượng đọt thì bây giờ bắt đầu là có hiện tượng đọt đã phóng rồi nhá. Để một vài bữa nữa bắt đầu là nó hơi phóng lú, như hơi xí nữa là em sẽ xịt kia chặn đọt. Đấy, chặn đọt định kỳ cho nó để cho nó dừng lại, không cho nó phát triển để nó nuôi trái nhá, để đảm bảo nó khỏi rụng trái. Và rất mong các bác anh chị khi xem video thì thực tế trên màn hình thì em đã chia sẻ những cái sự thay đổi của nó như thế, và những triệu chứng bệnh của nó như này, nứt cuống rồi hiện tượng rụng. Thì các bạn chị nào có kinh nghiệm về làm sầu riêng rất mong các bạn chị là ủng hộ bằng một tương tác, bình luận, góp ý để em rút kinh nghiệm và tất cả mọi người cùng vào xem video và rút kinh nghiệm nhé, để cùng làm sầu riêng tốt hơn. Xin cảm ơn, và nếu thích thì ủng hộ em xem một lượt tương tác, một lượt chia sẻ, đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn chị ở các tập tiếp theo nha. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nắng gió Tây Nguyên TV xin cảm ơn Waringuoi đã ủng hộ và đồng hành cho kênh moi vui vẻ hạnh phúc thành công.